Làm gì đây? Hả? Được không? Không. Trợ giúp không? Cái gì đâu mà? Dạ. Không, tại nãy đập á. Nãy đập á sợ. Không. Ta chơi mà mọc không? Trời. Được á. Ý dù. Tung dữ à. Ồ, được á. Này có miếng muối nữa ha. Nhất mình luôn. Rồi, mình vô mình triển khai món này đi. Tí nữa quay vườn, quay vườn của vườn Út cho cả nhà xem. Ồ, đã lắm, sầu riêng đã lắm. Bảo mà không nghe, bỏ luôn. Cũng thì nướng cá mà nó lạ lắm. Cái gì chạch lấu rồi cái gì cá. Cá sạc cá rồi. Lấy con cá thả cái hải lỗ đó lự. Bích lự. Rồi được. Rồi. Rồi im rồi đó. Im rượu rồi đó. Chưa. Rồi lấy cái củi ta trở. Còn cái này là lấy lúc đổ ấy cả, cả bên. Cũng đồng thời nướng cá sao nghe nó lạ quá. Ừ. Nướng cá bất ổn. Là có thật nha nè. Đi. Lấy bà đồ đuổi đi. Trời nó hỏng. Hỏng nó hỏng. Đổ một bó đũa ở dưới này không, đó, không, không, không có đũa đâu. Ngay cái cọp sau lưng kia cọp. Đó. Ừ. Đừng khi dễ nha, nướng mồi vậy chứ tí nữa mấy cái sạc cho nó giá trị lắm. Ừ, cái sạc nướng ngon lắm á. Mấy cái sạc này hay. Là chính trước, từ cái nhà tôi độc lắm, cá vậy chứ nó không nào ăn ha, có mình tôi cũng ghét là biến luôn. Đang chín chưa ạ? Cú Lan chắc chín rồi. Ủa nãy giờ chưa vớt hả? Cú Lan con để qua bên rồi. Để nó đi. Đó, ăn nước sâu chưa ạ? À? Đi đi phụ hồ với phụ hồ rồi đi lấy ruộng rồi làm. Tao ăn đá 2 năm nữa. Ông mày đâu đi đàn đi làm hồ nữa đâu không? Hai kia còn mới đi. Cũng đi chứ. Thành phẩm mà nè. Ồ, nước nước giờ bạn cầu rồi nè. À, chín rồi ông Tùng ơi. Ông có trở khoai lang giùm tôi không mà? Rồi, coi cái gì không đi, để tôi gấp mấy cái này thêm trước. Tiếp. À, có lá chuối luôn nha anh em. Lụm. Rồi, cái này trước đây, còn cà phê từ từ. Muối chanh. Miếng chanh nha. Vậy sao cái màu kỳ á, có nó bị ấy á. Ủa cái chanh này thơm dữ ta, thơm vậy chỉ vậy chanh, chanh này út có bẻ bên con á? Không, chanh này ta đi ngoài ông dựng năm ở ngoài cũ được ăn không? Thôi ngồi ăn cuối lên. Trời đất ơi, chê không ăn cá hả? Dạ không, con cơm. Dạ con mời Dương Út. Rồi vô vượt khui làm bậy cái đi. Con làm láo con chấm trước cái cá sặc nha. Tiếc là pin ăn không được. Rồi chấm muối nha, muối này cay dữ lắm. Mình ăn cá không có được, cá nuôi nướng. Ừ. Để cho mình hết biết rồi thầy mình. Ngon thầy. Quá ngon. Rồi Dương Út mới lên mời cả nhà ăn cái đi. Mình dám ăn trước Dương Út mà. Rồi. Tính. Vậy đúng bài lắm. Cá sạc này á,
Tuy nói là kho thì nó là xương ăn không ngon nghe anh em. Nặng không mà quýnh ly dữ hả? Nhưng mà nướng á, nó lại là ngon nhất luôn á. Đâu cái đó này mới tôi ngon. Tôi với ông ly thôi, đừng uống nhiều quá. Dài dữ rồi. Lan trời ông vô đây. Mày hả mày ăn mày qua mày coi mày trở chứ rồi mày. Không, để từ từ. Lâu lắm. Cái tiền của nhà nha. Cái tiền này lâu lắm. Cái sạc này gì chứ rất thơm nghe ngốc. Nướng nó mình ăn thơm lắm nha. Cá ngồi chết về không ăn đi. Đồ này là ông uống bà khen nè. Ừ. Nữa hả? Ồ cái sạc. Thôi cái sạc. Cái sạc nhìn chứ cái sạc với cái rượu nướng nó Út ngon lắm. Tại vì không biết hồi đó con ơi ra rượu, con nói cái vụ này quá trời con đâu có lợn. Măng mà mốt sẵn là rộng là rừng cao lên. Đổ cái rồi là thấy cái tụi nó cái đồ màu ngon quá. Im chú bụt. Im. Nãy con tính chí vô trong cái chai miệng nó đẹp. Cái chai rượu qua à, mời tất cả anh em nha. Ngon quá. Ngon chứ chẳng ngon mày. Nhức nách. Nhức nách rồi. Cái này có thật không? Có thật không à? Cái thật nhiều giống cái đâu có thật không ở này là không phải cá trầu cẩn nha anh em, trầu chó mà cá trầu chó nó cũng già đạn lắm rồi đó, nó vô lắm mà còn bữa ngay chỗ này nè nó lọc bọc vào trong, tao bay xuống đâu xuống độ tao ghé tao móc cỏ lên hết, tao xuống tao làm cái 4 con cá trầu chó lượt mà đều có trở cô Lan cho nó nha, 2 con trọng trọng mà mập lu à, mập lúc rồi giờ thấy đẹp lắm à. Ăn cá ngon thì làm 6 con nhỏ nhỏ mình ăn đi ốc quay cái này cũng sắp luôn rồi đó nha, ăn mạnh đúng không rồi. Nhiều à đúng. Nhiều cá à, chín hết rồi đó, nhìn rơi hết nè, mạnh đi, quan trọng là tí đi tham quan vườn có nổi không tốt vậy chứ con cái tàu chó đó đi. Con đó nếu mà tính ra cái tuổi của nó là nếu như con cá trào kia là hãy tầm nửa ký. Ký rồi chứ không hết đâu. Ngon. Mà sao cái con này nó chưa có râu nè. Ấy phải có râu hả? Dạ nó là thường thường đang con bằng cái tay cá vậy là có râu rồi hết. Chút mời cả nhà nha. Im ha. Ờ đây quen rồi mai mốt đừng mỗi buổi chiều là rủ tôi nghe tôi mới chào. Tôi đi làm chứ tôi cũng rảnh. Cô là cho đều ấy nhiều lắm buổi giờ cũng dạy cho nó. Mạnh xà. Còn số 5 hả? Cái đó xà qua cái đó phải nằm bến nó trở phải có người quen rồi mình ở trở mình chắc củi luôn ở trở đó. Mà có xe mày đi mày xa đó. Sao? Cái này là trầu chó nè, còn con này. Cái độc tạp tao lên tới nó con cá trầu chó rồi. Chưa có từng thử cá trầu chó. Đi đường lô hay đi đường chín luôn. Thịt nó ngọt lắm. Trời ơi. Trầu chó nha. Nhìn nó dạng hoài. Cái này mà nít cái chậm đi á. Ăn cá này nè, tao lấy thằng Quốc con giò. Nó cũng không được rồi. Ừ, cá ngon. Bỏ xuống lật cái ạch, bỏ xuống là lật cái ạch mà để ngồi nghe. Ừ, nó nhỏ hơn nhóc còn 2 tháng nữa. Nhỏ hơn nhóc còn 2 tháng. 2 tháng 3 tháng gì. Nhớ trở củ lan nha. Trời ơi, cái củ lan này nãy tôi ăn tôi nhớ tôi riết rồi. Ngon. Ừ. Cá nướng tính là nhiều. Nướng lục trưởng hết chứ. Thôi vậy chứ làm vài con kia cũng đã. Ăn giờ. Trung Quốc đi. Ăn những thăm tình. Hôm qua một mẻ, một chảo cái cù, một con cù, hai con cái tao bể tao. Cái ăn cũng ngon lắm mà nha, chứ không phải đâu. Cái trời dùm cũng ngon quá. Nó đây khai đầu này, cái mời anh em cái đi. Con này vàng, vàng mà đỏ luôn nè. À, đỏ, có trời đỏ. Nướng màu sắc đẹp ghê chứ. Nè, đố làm con này mập mập nè. Thử người ta trời nha. Giỡn kìa, chứ dừng út hơi ướt ra qua lại. Không, không ăn được. Ừ. Tù hết nè. Rồi, vậy thôi.
bữa ngồi. Rồi, xin kết thúc clip ở đây nha. Quay nữa tí nữa anh em la làng quá. À, trời nó nóng. Mở không? Đó. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại ở những tiếp clip tiếp theo nha. Bim không ăn cá. Chào. Mình ăn cá. Ở nhà đây mình ăn không được. Ba mình kêu mình ăn riết mình không ăn được. Đây, cái người từ nãy giờ ngồi đối diện với cái ống kính này anh em là ông Dưỡng Út á. Là chủ vườn luôn nha anh em. Rồi, chào cả nhà cái đi. Rồi, chào cả nhà.